Sáng nay ngày 3 tháng 7, 5.300 thí sinh trên tổng số 5.457 thí sinh tỉnh Nam Đồng và Ninh Thuận đăng ký dự thi tại cụm vừa xét tốt nghiệp, vừa xét đại học, cao đẳng, bước vào ngày thi thứ ba kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Với môn thi địa lý, thời gian làm bài 180 phút, thi theo hình thức tự luận. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đăng ký đông thứ ba trong số 5 môn tự chọn. Đối với môn địa lý, thí sinh được mang theo Atlas Địa lý Việt Nam do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ứng hành vào phòng thi. Trong nhiều năm gần đây, môn địa lý cũng được xã hội dành sự quan tâm đặc biệt khi liên tục đưa vấn đề chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo, trường sa, hoàng sa vào đề thi. Được biết, theo số liệu tổng hợp, qua hai ngày thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 tại tỉnh Lâm Đồng đã có 5 trường hợp bị đình chỉ thi vì vi phạm nội quy, quy chế. Chiều nay, thí sinh thi môn hóa học theo hình thức trắc nghiệm. Còn tại cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chủ trì, các thí sinh cũng đã bước vào ngày thi thứ ba với môn địa lý thi theo hình thức tự luận với thời gian 180 phút. Đây cũng là môn thi tự chọn, có số lượng thí sinh chọn nhiều nhất trong tổng số 5 môn thi tự chọn. Nhiều giáo viên cho rằng nguyên nhân là địa lý dễ lấy điểm hơn so với những môn còn lại vì kiến thức rất gần gũi với cuộc sống. Đó cũng là những vùng đất ở quanh ta là đặc điểm tự nhiên, xã hội của từng địa phương, vùng miền được nhắc đi nhắc lại không chỉ qua các bài học mà còn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, khi làm bài thi môn địa, thí sinh còn được mang theo atlas vào phòng dự thi. Chỉ cần các em có khả năng đọc bản đồ thì atlas có tác dụng rất lớn trong việc cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho quá trình làm bài thi. Mà khác, trong nhiều năm gần đây, môn địa lý cũng được xã hội dành sự quan tâm đặc biệt khi liên tục đưa vấn đề chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo. Đồng thời qua môn thi này còn giúp các thí sinh ý thức hơn về ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền của Tổ quốc. Trong chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn hóa theo hình thức thi trách nhiệm. Ngày mai, trong ngày thi cuối cùng, thí sinh thi môn sử và sinh học kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015.